Mạng y tế vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục đau răng trên website tế vn 13 mẹo cứu nguy khi đau răng. Xúc miệng nước muối, dùng oxy già hay mát xa bàn tay với đá lạnh có thể làm giảm đau răng. 1. Nước muối chúng ta thường nghe về một số tác động tiêu cực của muối khi đi vào cơ thể chúng ta như làm tăng huyết áp Tuy nhiên, muối cũng rất có ích và thực sự cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Một trong những lợi ích mà muối có thể mang lại là làm giảm bớt sự tê buốt đau nhức của răng. Bạn có thể chuẩn bị nước muối khá dễ dàng. Lấy 2 đến 3 muỗng cà phê muối cho vào một ly và đổ một ít nước ấm vào. Sau đó ngậm hỗn hợp trong khoảng 15 phút. Bạn không nên nuốt nước muối mà chỉ xúc miệng để nước muối tràn qua các kẽ răng và nướu biện pháp khắc phục này không tốn kém nhưng lại được coi là một trong những cách hữu ích và hiệu quả để điều trị đau răng. 2. Nước oxy già 3% Nước oxy già có thể tiêu diệt vi khuẩn và giúp bạn thoát khỏi sự khó. Chịu khi bị đau răng, bạn có thể mua nước oxy già trong bất kỳ cửa hàng dược phẩm địa phương nào. Chất lỏng này cũng có thể tạm thời làm răng bớt đau. Tuy nhiên, Nước oxy già chỉ dùng để xúc miệng, bạn nên nhổ ra và xúc lại bằng nước sạch 3 đến 4 lần. 3. Lựa chọn thực phẩm phù hợp, bạn nên tìm hiểu các thực phẩm gây đau răng để có những biện pháp phòng ngừa thích hợp. Tuy nhiên, phải làm gì khi răng bạn đang bị đau? Bạn không thể quay trở lại thời gian khi bạn ăn bất cứ thứ gì bạn muốn mà không cần phải lo lắng. Nhưng bạn hoàn toàn có thể ngăn ngừa đau đớn hơn nữa bằng cách nói lời tạm biệt với một số loại thực phẩm và đồ uống không tốt cho răng. Chuyên gia nha khoa cũng khuyên bạn nên tránh những thức ăn và đồ uống quá lạnh hoặc quá nóng. Nếu răng của bạn là loại nhạy cảm, nhiệt độ quá cao có thể khiến răng đau nhức hơn. Vì vậy, bạn không nên ăn sô-cô-la nóng hoặc uống nước đá cho đến khi cơn đau biến mất. Bạn nên tránh nhai kẹo cứng và bỏng ngô cũng như những thực phẩm có thể gây tổn thương cho răng của bạn vì bạn sẽ có thể còn đau đớn hơn rất nhiều. Xem xét những gì bạn ăn thật cẩn thận là rất quan trọng vì nó phần nào giúp bạn ngăn ngừa đau răng. 4. Mát xa bàn tay với viên đá giải pháp để giảm đau răng có thể là ở bàn tay của bạn, không phải trong miệng của bạn. Nếu bạn không tin điều này, bạn có thể thử bằng cách cọ sắt một viên đá trên tay giữa ngón cái và ngón trỏ để giúp giảm cảm. Giác tê bút của răng, bàn tay được coi như là một điểm tương tác với những cơn đau từ nhiều vùng của cơ thể nhiều nhà nghiên cứu nói rằng mát xa tay bằng nước đá là một trong những biện pháp khắc phục hiệu. Quả cho tình trạng đau răng bằng cách gây ra các tín hiệu lạnh lấn áp các tín hiệu đau. Bạn có thể thử điều trị cách phi truyền thống này bằng cách cọ sát viên đá qua các ngón tay trong 5 hay 7 phút. Hãy nhớ rằng bạn cần phải tập trung vào bàn tay của bạn và sát cùng bên với chiếc răng đau. Bạn cũng có thể làm giảm cảm giác đau răng bằng cách đặt viên đá trong miệng thậm chí bạn có thể áp một túi nước đá vào má nơi gần chiếc răng đau để giảm đau buốt. Bạn nên cố gắng làm việc, đó nhiều lần cho đến khi cơn đau của bạn đỡ hơn. 5. Xúc miệng bên cạnh việc xúc miệng bằng nước ấm. Bạn nên chải răng thường xuyên sau khi ăn nếu răng bạn đang bị đau. Đánh răng là cách đơn giản nhưng vô cùng hữu ích trong việc bảo vệ răng và ngăn ngừa sâu răng. Bạn nên sử dụng bàn chải mềm để loại bỏ thức ăn thừa giúp chải sạch răng và chanh gây tổn thương cho răng và lợi. Thức ăn thừa bám lại trên răng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đau răng. Tuy nhiên, nếu chải răng không đủ để lấy hết thức ăn thừa trên răng bạn nên dùng chỉ nha khoa để làm sạch răng. Của mình, 6. Hạt tiêu và muối hỗn hợp hạt tiêu và muối được coi là phương pháp hữu hiệu trị đau răng. Chỉ cần lấy một lượng bằng nhau và thêm một ít nước rồi trộn đều sau đó bôi vào chỗ răng đau, cơn đau của bạn sẽ sớm chấm dứt. Điều quan trọng là bạn cần làm phương pháp này thường xuyên cho đến khi răng của bạn hoàn toàn hồi. Phục 7. Ngập giấm giấm rất có lợi trong việc tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn. Giúp chăm sóc răng miệng rất tốt. Hãy thử sử dụng nước giấm bằng cách ngập một miếng bông với giấm hàng ngày trước khi đi ngủ hoặc. Sau khi thức dậy vào buổi sáng. 8. Xử lý bằng Florua bạn có thể sử dụng Florua khi răng chớm bị đau để bảo vệ răng và làm cho men răng. Trắng sáng, bạn chỉ mất 3 đến 5 phút để nhỏ dung dịch Florua vào chiếc răng đau, cơn đau sẽ dịu nhanh chóng. 9. Hạn chế thực phẩm chứa axit phi tích theo các nha sĩ. Các loại thực phẩm có chứa nhiều axit phi tích là các loại hạt. Ngũ cốc đậu có tác động tiêu cực đến răng và xương. Loại axit này ức chế sự hấp thụ phốt pho cùng với các khoáng chất khác như magie, canxi, kẽm và sắt. Vì vậy, răng của bạn sẽ bị yếu đi, tạo cơ hội cho vi khuẩn tấn công. Để ngăn chặn tình trạng này xảy ra, hãy giảm lượng tiêu thụ các loại thực phẩm trên. 10. Sử dụng loại kem đánh răng tốt đánh răng thường xuyên là việc làm rất quan trọng để giảm đau. Răng trên thực tế, sử dụng kem đánh răng quá lâu và không phù hợp có thể gây đau răng. Bạn nên chọn kem đánh răng nhẹ dịu và thay đổi loại kem đánh răng thường xuyên. Ngoài ra, bạn cần thay thế bàn chải sau 3 tháng sử dụng để bảo vệ sức khỏe răng miệng. 11. Rượu rượu là phương thuốc rất hữu ích để điều trị đau răng. Bạn có thể xúc một chút rượu vodka hay whisky. Các triệu chứng tê bút và đau nhức sẽ giảm đáng kể. Dựa giống như một loại nước xúc miệng cực mạnh và bạn có thể tin tưởng vào phương pháp này. 12. Thuốc muối, baking soda. Mọi người thường sử dụng baking soda trong việc cải thiện làn da, tóc và sức khỏe. Baking soda được sử dụng để chữa một số bệnh thông thường bao gồm cả đau răng. Bạn có thể sử dụng một miếng gạc bông và nhúng nó trong baking soda rồi chấm vào khu vực bị ảnh hưởng hay bạn có thể trộn một ít nước ấm với baking sâu rồi lấy hỗn hợp để xúc miệng. 13. Cắn một miếng bông ngâm dầu đinh hương trong tất cả các phương pháp chữa đau răng tại nhà. Dầu đinh hương là phương thuốc tốt nhất. Dầu đinh hương có tính kháng khuẩn, chống oxy hóa, chống viêm và thậm chí có thể gây mê, giúp giảm đau và chống nhiễm trùng hiệu quả. Nhiều chuyên gia nha khoa cũng khuyên các bệnh nhân sử dụng dầu đinh hương để điều trị tại nhà dầu chiết xuất từ nụ đinh hương có đặc tính giảm đau tự nhiên. Bạn có thể tìm thấy dầu đinh hương này tại nhiều nhà thuốc. Khi bạn sử dụng dầu đinh hương, bạn cần ngâm một miếng bông và đặt vào vùng sưng trong miệng của bạn, sau đó nhẹ nhàng cắn xuống. Đừng lo lắng nếu bạn nuốt một chút dầu đinh hương vì dầu này rất an toàn. Tuy nhiên, nó có thể đốt cháy nướu răng của bạn, do đó bạn không nên nuốt nhiều dầu đinh hương chất làm giảm đau này có nhiều lợi ích khác như ngăn ngừa sâu răng và thậm chí làm giảm hôi miệng theo hướng dương sức khỏe đời sống nội dung bài viết đến đây là kết thúc nếu bạn có thắc mắc câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích chúc bạn luôn mạnh khỏe